Vậy là vào rạng sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam, tạp chí France Football đã đưa ra danh sách rút gọn top 30 ứng viên xuất sắc nhất cạnh tranh danh hiệu của bóng vàng mùa giải 2022-2023. Trong cả 3 hạng mục nam và nữ, mỗi bên đều tìm ra 30 chiến binh kiệt xuất nhất của mùa bóng vô cùng đáng nhớ vừa qua. Và rồi ngay bây giờ đây, không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, hãy cùng tôi, biên tập viên Mai Anh Tài, tìm hiểu tất tần tật danh sách ứng viên cạnh tranh cho Ballon d'Or năm nay các bạn nhé. Ai sẽ là vì sao tinh túy nhất và có sự vắng mặt nào đáng tiếc hay không? Hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay bây giờ. Quả bóng vàng nam dự kiến sẽ là cuộc đua song mã giữa Lionel Messi và Erling Haaland, hai ngôi sao đã tỏa sáng và giành được những chức vô địch cao quý nhất trong mùa giải vừa qua. Haaland thì đưa Man City tới quân ba vĩ đại với các danh hiệu Premier League, FA Cup và Champions League, cùng với tư cách là chân sút số 1 ở hai giải đấu danh giá nhất là Champions League và Ngoại hạng Anh. Messi tuy không có được thành tích ở cấp độ câu lạc bộ, cụ thể trong máu của câu lạc bộ PSG, nhưng Apunga đã cùng Argentina lên ngôi đầy cảm xúc tại World Cup 2022. Và chúng ta đều biết rằng đã là nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển nâng cao chiếc cúp vàng 4 năm mới có một lần. Lại còn là Lionel Messi thì số điểm cộng trong cuộc đua Ballon d'Or chắc chắn không hề ít một chút nào. Và đã nhắc tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Qatar năm ngoái, chúng ta cũng sẽ có những ngôi sao ưu tú nhất tỏa sáng tại sân khấu đó, được góp mặt trong danh sách đề cử của bóng vàng. Có thể kể đến như là Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Luka Modric, Josko Vardiol và hai thủ môn Emiliano Martinez, Yassine Bounou. Cũng đã có những cái tên mới sau một mùa giải vụt sáng đã xuất sắc nắm vị trí trong top 30. Tuy nhiên, ta hãy cùng điểm qua những gương mặt quen thân trước. Với sự có mặt của đương kim của bóng vàng Karim Benzema, bên cạnh đồng đội cũ ở Real Madrid là Vinicius Junior, song hành cùng các chân sút cự phách khác như là Mohamed Salah của Liverpool, Lewandowski của Barca hay là Harry Kane của Bayern Munich. Còn nếu đã nói đến làn gió mới, chắc chắn không thể bỏ qua Napoli với chức vô địch Serie A quá đỗi thuyết phục mùa giải qua. Với việc giành được Scudetto bằng một nguồn sức mạnh tuyệt đối, Napoli đã ngạo nghễ góp tới gần 3 đề cử với Victor Osimhen, Kim Min-jae và Kvaratskhelia. Cũng có cho mình mùa bóng thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng lại thiếu đi chút bản lĩnh và may mắn để rồi ngậm ngùi với vị trí á quân của Premier League. Arsenal vẫn kịp giúp Bukayo Saka và Martin Odegaard được xướng tên. Đáng chú ý, góp mặt trong danh sách còn có 3 ngôi sao trẻ đang lên khác là Jude Bellingham của Real Madrid, Randal Kolo Muani của PSG và Jamal Musiala của Bayern Munich. Cũng đã điểm qua kha khá ngôi sao sừng sỏ góp mặt trong danh sách rút gọn của cuộc đua bóng vàng 2022-2023. Thế nhưng ta vẫn chưa điểm qua danh sách tập thể Man City, kẻ đã thống trị toàn cõi châu Âu với cú ăn bà lịch sử. Chắc chắn rồi, với thành tích vô tiền khoáng hậu đó, The Citizen chính là câu lạc bộ lên đỉnh lục địa già khi đóng góp 7 cầu thủ cạnh tranh tại Ballon d'Or. Ngoài Haaland và Guardiola đã được kể trên, năm cái tên còn lại của nửa xanh thành Manchester bao gồm Kevin De Bruyne, Rodri, Ruben Dias, Julian Alvarez và Bernardo Silva. Đó là còn chưa kể Ilkay Gundogan, người được đề cử với thành tích ở Man City nhưng giờ đã chuyển sang Barcelona. Trong khi á quân châu Âu Inter Milan, dù chia tay Andre Onana, người được đề cử với tư cách là cầu thủ MU, vẫn còn Nicolò Barella và Lautaro Martinez. Thống kê suốt từ đầu video đã có cái nhìn tổng quát nhất về 30 cái tên sẽ cạnh tranh nhau trong danh sách của bóng vàng cao quý. Nhưng dường như người hâm mộ vẫn cảm thấy sự trống trải đều đó không hề nhẹ. Đúng vậy, cảm giác đó tới từ việc Ballon d'Or năm nay đã thiếu đi những cái tên vốn quá đỗi quen thuộc trong suốt một thời gian dài trước đó. Chắc chắn ngôi sao đầu tiên để lại một bầu trời tiếc nuối phải là Cristiano Ronaldo. Dù rằng việc lựa chọn gia nhập Anas trong phần còn lại của sự nghiệp, CR7 chắc chắn đã lường trước được việc có thể vắng mặt trong cuộc đua giành quả bóng vàng. Nhưng việc lần đầu tiên sau gần 20 năm không chen chân vào nổi top 30 rút gọn, đó quả thực là một sự luyến tiếc đối với riêng cựu sao MU, cũng như bất kỳ cổ động viên yêu bóng đá đẹp nào trên thế giới. Tiếp đến là Neymar, anh lại gây thất vọng thêm một lần nữa. Dù đây là điềm báo từ trước, bởi tuy ngôi sao người Brazil đã khởi đầu rất tốt, nhưng sau đó một chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải rời sân cỏ vài tháng đã cản trở Neymar tiến tới một suất cạnh tranh của bóng vàng. Ngoài Ronaldo và Neymar thì hai cái tên vắng mặt để lại nhiều đáng tiếc nhất nếu chỉ tính trong mùa giải 2022-2023 phải kể đến John Stones và Marcus Rashford. John Stones đã có một mùa giải bùng nổ tại Man City khi được Pep Guardiola điều chỉnh vị trí thi đấu từ trung vệ thành một tiền vệ phòng ngự. Anh đã thi đấu cực hay để giúp Man xanh giành cú ăn bà lịch sử. Tuy nhiên bất ngờ cầu thủ sinh năm 94 lại không góp mặt trong danh sách 30 ứng viên của bóng vàng 2023 như các đồng đội khác như Haaland, De Bruyne hay là Julian Alvarez. Trường hợp của Marcus Rashford cũng vậy, tiền đạo người Anh đã có một mùa giải ghi bàn bùng nổ nhất trong sự nghiệp.
với 30 bàn thắng sau 56 trận trên mọi đấu trường. Anh là trụ cột giúp Quỷ Đỏ thành Manchester giành chức vô địch League Cup và vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, qua đó được dự cúp C1 mùa giải sau. Tuy nhiên, Rashford đã không có mặt trong danh sách 30 cầu thủ giành giải quả bóng vàng 2023. Đây được xem là một trong những sự vắng mặt đáng tiếc và khó hiểu nhất của giải thưởng này. Thôi thì dù khá bồi hồi cũng như là tiếc nuối cho những ngôi sao không góp mặt trong cuộc đua, nhưng mà top 30 cũng đã công bố chính thức. Mọi thứ chẳng thể thay đổi được nữa. Và lễ trao giải của bóng vàng 2023 sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 10 tại nhà hát Theatre du Châlet, thủ đô Paris, nước Pháp. Với các lá phiếu bầu sẽ được gửi đến từ 180 nhà báo trên khắp thế giới. Khác với mọi năm thì tiêu chí của bóng vàng năm nay không phải là năm dương lịch. Thêm vào đó, màn trình diễn của các cầu thủ trong mùa giải 2022-2023 trong tạm phi từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Vì lẽ đó, dường như Ballon d'Or năm nay sẽ là cuộc đua song mã giữa Lionel Messi và Erling Haaland. Có thể nói hai ngôi sao này ao trình so với toàn bộ ứng viên còn lại. Họ gần như cầm chắc hai vị trí dẫn đầu cuộc đua. Giờ câu chuyện chỉ là ai là kẻ chiến thắng cuối cùng mà thôi. Cho đến hiện tại, dù đã sang Mỹ để cùng Inter Miami tạo ra những trận đấu đầy cảm xúc, thì Messi vẫn đang để đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu của bóng vàng. Sẽ là lần thứ 8 đầy ngọt ngào dành cho El Pulgar khi anh được giới chuyên môn đặt cửa vượt trội so với người đàn em Erling Haaland. Hàng loạt nhà cái uy tín thế giới đặt cược đưa ra tỷ lệ chung khả năng chiến thắng của Messi là đặt 1 ăn 5, trong khi đó con số tương ứng của Erling Haaland là đặt 6 ăn 1. Tất nhiên đó chỉ là một con số dự đoán, còn để tìm ra người chiến thắng chung cuộc, chúng ta cần phải đợi đến buổi lễ công bố chính thức để xem liệu Haaland có thể lật kèo một lần nữa chiến thắng Messi trong cuộc đua cá nhân năm nay hay không. Hay bỏ chết nguyên tử với bảo chứng là chiếc cúp vàng World Cup 2022 sẽ một tay bình thiên hạ, nâng cao quả bóng vàng lần thứ 8 trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Ngay lúc này chưa thể biết được, nhưng Haaland hay Messi, ai là người chiến thắng chung cuộc cũng đều xứng đáng, bởi họ đã có một mùa giải phi thường và quan trọng nhất, đó chính là mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc dành cho người hâm mộ môn thể thao vua trên khắp thế giới. Và rồi đó là top 30 đề cử của bóng vàng 2023. Các yếu tố đã được định đoán bên cạnh sự bất ngờ dành cho danh sách ứng viên. Bảng rút gọn của France Football chính thức hâm nóng để hướng đến đêm gala trao giải chính thức. Hãy cùng chờ xem Lionel Messi có đoạt được quả bóng vàng thứ 8 để hoàn tất bộ sưu tập vĩ đại của mình hay không. Hay Erling Haaland hoặc là cái tên nào khác sẽ tạo nên địa chấn. Tất cả sẽ được quyết định tại Paris Hoa Lệ vào ngày 30 tháng 10 sắp tới.